chào các bạn. Hiện đã là 5 giờ sáng, đang đứng ở bến phà An Bình từ Hà Tiên sang đảo Phú Quốc. Và trong suốt một thời gian gần 3 tiếng di chuyển từ Hà Tiên ra đảo Phú Quốc, dành cho khách đi và về Phú Quốc. Trước mặt chúng ta đó là đảo Phú Quốc và tàu sắp sửa cập cảng. Và bây giờ chúng ta di chuyển vào phòng bé. Trước mắt các bạn là quang cảnh nhà chờ. Xem là tuyến cáp treo với cái độ dài của cáp treo là trên 7.900 m. Cuối của tuyến cáp treo Phú Quốc Hòn Thơm.